bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt mùa nắng nóng, vật nuôi trở nên hung dữ và dễ tấn công người. Khi bị chó cắn, nạn nhân cần bình tĩnh, sơ cứu để hạn chế tất cả các mầm bệnh. Nếu vết thương chảy máu, nên rửa sạch vết thương trước khi tiến hành cầm máu. Dùng xà bông diệt khuẩn bôi lên vết thương khoảng 5 phút. Xả vết thương dưới vòi nước mạnh khoảng 5-7 phút. Lưu ý, không nên chà xát vết thương mạnh. Sát trùng vết thương bằng các loại thuốc sát trùng như cồn, oxy già hoặc nước muối sinh lý. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chích ngừa. Tuyệt đối không bôi, đắp ớt bột, đậu xanh hay các loại lá lên vết thương. Trường hợp bị chó cắn ban đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có thể đưa nạn nhân tới bệnh viện bệnh nhiệt đới để chích ngừa ngay trong đêm.